Hay, sắp tối rồi. Trời cũng đã sắp tối rồi. Chắc đi mai chút xíu rồi đi về thôi. Đấy. Rồi ok đi mai thôi. Ủa đây có sắt nè. Ngon ngon ngon. Mai thôi mai thôi mai thôi. Ủa mai về lẹ lên chứ không tối nó xuất hiện quái vật là chết đấy. Ơi mai chậm quá vậy. Mai chậm thế. Không sắt là mai chậm thế. Mai chậm quá vậy. Ui mai tống này chắc về đến nhà là buổi trời tối nó xuất hiện quái luôn quá. Trời ơi má còn phải đi lượm như thế này chết tôi đóng quạng mà cứ quay mai mai như thế này chậm thế nhờ. Ê về 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 u quay trời xí sao vậy nha chạy 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 để vô nhà. Hello 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 mày mày đóng cửa mày đóng cửa mày còn chậm lắm hè quái kia hè phải cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ui ui 2000 years later. Rồi. Quái mày. Quái mày. Tố bị nhọt với mày đấy à? Quái mày. Quái mày. Ngu dốt. No. Quái được. Nãy là mai nhanh về nhà sớm nên không xuất hiện quái rồi. Trời ơi, nó nổ banh ở nhà luôn. Chơi ngu thiệt chứ. Quái rồi. Rồi không sao. Không bị gì hết. Nói chung là không bị gì hết là được rồi. Nhưng mà cái như thế này thì đi mai biết cũng sẽ cái mạng của mình nó sẽ gặp nguy hiểm mất. Cho nên là thôi, chắc là mình sẽ cần phải làm cái gì đó với cái cúp đá, với cái cúp này để cho nó đào phát hết nguyên cái ống sắt. Mốt bị đào phải đào hết nguyên tống tài nguyên nó thôi chứ mà cứ để như vậy hoài mốt cũng thế nào cũng sẽ chết thôi. Rồi mình sẽ rồi ok biến hóa cho cái cấp nó cũng đỡ hơn lại từ đầu luôn. Ok rồi bây giờ mình sẽ đi mai thử. Ui trời sáng luôn rồi vãi thật. Rồi ok đi ra đây thử coi. Bên kia sắt nó vẫn còn kìa. Oh my god. Ủa lẽ mình biến cái cúp này cái tự nhiên sắt nó cũng quay ngược thời gian như Doctor Strange luôn hả ta? Ồ hay thế nha. Biến một cái cúp mà nó quay ngược thời gian là cái sắt tự nhiên nó có lại không kìa. Ồ hay thế nha. Thôi coi để test thử coi giờ cái cúp nó đã mai một phát hết nguyên trong sắt hay chưa nha. Chuẩn bị 1 2 3 đỡ rồi. Bốc. Nice. Wow. Bạn thấy gì chưa? Trời ơi, đào đúng nhanh luôn á. Một đống sắt mà nó đào rồi. Chưa đến 5 giây nữa đào hết mấy cục này rồi nè để đặt ra thử 5 cục coi đào chắc cũng phải đây từ đào vậy nó sẽ hết nhanh lắm đây để đào ra 1 2 3 4 5 rồi ok đào hết từng 5 cục nha coi coi nó được nó tới 10 nó được 5 giây hết không. Ôi đào thế này lâu lắm 5 giây sao hết được. Ồ cái này là nó chỉ giúp mình là làm giảm cái độ làm giảm cái thời gian đào thôi còn cái cúp thì nó vẫn bị hư như đào 5 cục. Đây để mình đào hết đóng hàng rồi coi chắc cắt đã nè. Hôm nay bắt. Úi trời ơi kinh nghiệm. Trời ơi kinh nghiệm nó nhiều rồi trời ơi. Rồi đây kiếm than đào thêm coi cho. Thầy đây chỗ này có một cục than à, than đào sau phế. Để kiếm chỗ nào nhiều nhiều than tí xíu đào nó mới phê. Đây. Thử coi à, cho bài 1 2 3 cục. Trời ơi một phát 3 cục kinh nghiệm nó phải nghe tiếng phải gọi đã hơi rồi luôn này chỗ này uống có 2 cục vậy ít sỉnh đây ok đó trời ơi nói cho mình đào cài làm cái này vô chắc cái này đào nó hơi bị nó quá trời phê luôn rồi đấy đào rất là nhanh luôn ok. Đó, các bạn hiểu công chuyện chưa? Thì đây chính là công dụng của cái mod VMiner nha. Thì trên kênh của mình đã có một bạn đã yêu cầu mình là hướng dẫn cách cài mod VMiner cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn nha. Đấy, và đây và cái đoạn đầu vừa rồi á, mình quay là mình để mình quay luôn cho các bạn xem biết luôn cái công dụng của cái mod VMiner. Ok, chắc là bây giờ nếu như bạn nào muốn
muốn biết cách cài mod Venom thì bạn hãy xem tiếp video này và tiếp tục theo chân mình nào. Let's go. Và khi mà khoan các bạn ơi, trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy cho mình một like ký và một like nha. Ok, và comment tiếng nữa, bắt đầu vậy thôi. Let's go. Rồi ok các bạn ơi, đầu tiên các bạn sẽ cần phải thác cái Minecraft ra giúp mình nha. Ok, thì tất nhiên các bạn sẽ chơi Minecraft thì tất nhiên bạn sẽ cần Minecraft đúng không? Thì đầu tiên thì mình khuyên các bạn nên sử dụng Minecraft cho mình nha. Thì đây mình đang sử dụng Minecraft T-Launcher nha. Thì nếu như bạn nào chưa biết cách tải cái Minecraft T-Launcher này thì các bạn kéo xuống phần mô tả, mình sẽ để đường link hướng dẫn các bạn cách tải cái Minecraft T-Launcher này vào dưới phần mô tả nha. Còn không thì các bạn có thể nhìn đây thôi. Ở trên phía trên cùng, trên phía trên phải góc cùng màn hình, phía trên góc phải màn hình đó, đó thì mình sẽ gửi cái chữ y đường dẫn ra một cái video mình hướng dẫn mình tải cái Minecraft T-Launcher nha. Ok thì đầu tiên các bạn sẽ bật Minecraft lên giúp mình và tải Minecraft về và bật lên giúp mình. Thì các bạn để đây đi, không cần gì hết đâu. Rồi ok, đây các bạn sẽ lên trên diệt web giúp mình nhưng mà tải cái mod đó nha. Thì các bạn cứ kéo xuống mô tả, mình sẽ đường link ở cái phần mô tả, mình sẽ đường link của cái mod Pen Miner này cho các bạn nha. Ok, thì bạn cứ kéo xuống, bạn có thể click vào hay là bạn dán nó vào cái trình duyệt web của bạn. Đây thì nó trang là cái trang này, đây thì đây đó, thì mình xài cái trang chính Minecraft nha. Thì đây đấy, đây là cái mod Pen Miner này của mình đó, 1.12 nó hỗ trợ từ phiên bản này. Đây là số mô tả nè, nó đào đóng ra đóng luôn, trời ơi xài cúp gia tài đào phê thôi rồi luôn. Đây thì nó sẽ hỗ trợ các bạn từ phiên bản 1.5.2, đây 1.5.2 rồi phiên bản đến phiên bản 1.12.2 nha. Ok, thì mấy phiên bản thì mấy cái Minecraft phiên bản cao hơn thì nó vẫn chưa hỗ trợ nha. Đây thì đầu tiên bạn kéo xuống và các bạn sẽ chọn vô cái phiên bản Minecraft mà các bạn đang chơi nha. Thì đây mình sẽ chơi phiên bản 1.12.2, thì bạn bấm vào chữ download from server 1, server 2 nha, server 1 và server 2. Thì server 2 là để trường hợp khi mình cái link của cái server 1 không có bị hư rồi, nó bị hỏng thì bạn có thể bấm vào server 2 nha. Thì đây mình sẽ bấm vào server 1. Ok, bạn bấm vào cái phiên bản mà các bạn đang chơi thôi. Đây mình đang bấm vào phiên bản 1.12.2 á, thì mình sẽ bấm vào cái chữ download này, đây bấm vào một cái rồi nó lập tức nó sẽ tải đây dưới góc bên trái màn hình đó. Đó thì nó sẽ ra cái này, bạn sẽ bấm vào giữ chữ giữ lại nha. Rồi ok, thì nó sẽ tải xong thế này rồi bạn tắt cái trình duyệt đi. Rồi sau khi bạn tắt xong rồi bạn sẽ mở Minecraft lên giúp mình. Rồi sau khi mà bạn mở Minecraft xong rồi, bạn sẽ nhìn xuống dưới đây giúp mình, nó sẽ có cái một cái gọi là cái giống như cái thư mục này, bạn bấm vào cái bạn sẽ nhìn lên đây, bạn sẽ có một cái thư mục gọi là chữ mod nha. Đây thư mục mod, còn nếu như bạn nào chưa có thì bạn có thể ghi ra ở phần trống của màn hình này nè, ở lòng trống của cái thư mục này nè. Đấy bạn sẽ bấm chuột phải vào cái phần trống này rồi bạn bấm vào chữ new, rồi bạn bấm chữ folder, rồi bạn đặt tên giúp mình là mod nha. Đây để tên giúp mình là mod của s. Ok, ở đây mình có rồi thì mình sẽ không tạo nữa, mình sẽ xóa nó đi. Đây mình sẽ bấm, các bạn sẽ bấm vô phần mod, thì đây bạn bấm vô bạn sẽ không có gì hết, thì bạn sẽ bấm vô cái chữ phần download hoặc là tìm vô cái chỗ mà hồi nãy bạn vừa mới cài mod về đó. Đây mình bấm vì mình mới tải ở trong cái phần download, thì đây các bạn sẽ có cái phần mod, thì bạn có thể kết hoặc là copy nó. Đây mình sẽ kết rồi bạn sẽ bấm vào cái dấu mũi tên quay về, bắt vô cái phần thư mục mod này của cái T-Launcher, bắt vào đây rồi xong bạn sẽ có cái mod Pen Miner. Rồi bạn tắt cái này đi, rồi bạn sẽ ở đây bạn sẽ chọn cho mình cái phiên bản phù hợp nha. Đây bạn nãy là mình tải cái phiên bản 1.12.2 thì mình sẽ chơi ở cái phiên bản là 1.12.2 nha. Đây rồi sau khi bạn bấm vào xong rồi thì mình sẽ bấm vào chữ enter the game và chơi bình thường thôi. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình sẽ test cho bạn xem nha. Rồi ok các bạn ơi, mình đã vào thế giới rồi. Đây thì nếu như bạn cài xong rồi bạn vô, bạn chỉ cần chơi thôi, bạn không cần chỉnh gì hết nữa nha. Đây mình sẽ test cho các bạn xem luôn. Đây là hồi nãy mình những cái vật dụng hồi nãy mình đang xài nè. Đây rồi giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nha. Thì cái này thì mod này đều áp dụng được cho, thì cái mod này áp dụng cho những cái quặng, những cái như là obsidian nha, những cái quặng hay những cái obsidian nó sẽ áp dụng được hết cho những cái quặng luôn. Mấy cái nào mà nó ít đó chứ không phải là mấy cái nhiều như là đất đá này đâu nha. Đất đá này nó sẽ không áp dụng được, và gỗ nữa mình cũng không biết là gỗ áp dụng được không. Đây để mình thử lấy cái rìu để mình thử coi. Cái gỗ nó vẫn áp dụng được nha các bạn. Đây cái gỗ nó vẫn áp dụng được và lá của nó cũng áp dụng được luôn. Đấy chung là cái mod V-Miner này nó cũng khá là ok về toàn diện. Đấy cái lá nó sẽ vẫn áp dụng được, lá và gỗ vẫn sẽ áp dụng được. Đấy mình đang chơi phiên bản nha, mình đang chơi ở chế độ sáng tạo á, cho nên nó đào hơi bị nhanh. Đấy nó đào rất là nhanh luôn, mình đang chơi chế độ sáng tạo mà. Đây rồi mình sẽ đặt đây, đây cây rìu nó sẽ không tác dụng với mấy cái quặng này cho lắm. Đây rồi ok, đó mấy cái lá nói chung là nó sẽ vẫn áp dụng được cho cây và gỗ nha. Đó rồi mấy cái quặng nữa và hắc diện thạch luôn. Đây mình sẽ đặt hắc diện thạch cho các bạn xem.
đâu người ta hát chuyện thạch thì đây, trong đây đây mình sẽ đặt hát chuyện thạch từ, mình sẽ đặt cả một cái ô 3x3 đi đấy, 3x3 xong rồi cao lên khoảng tầm chắc là ba lóc luôn đây, như thế này rồi đó. Đây, cái này mình có thể áp dụng luôn cho cả sáng tạo và cả sinh tồn luôn nha. Đây mình sẽ lấy một trại cái cúp và mình quất một phát vô. Đây chuẩn bị quất bụp đỏ xem. Bị mất hết. Đây mình sẽ chuyển qua chế độ sinh tồn cho các bạn xem. Đây mình đợi một tí xíu để mình xây lại. Ok rồi, mình đã xây xong đây để mình chỉnh quay sang game mode sinh tồn nha. Rồi ok, mình đã chỉnh xong đây rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cúp đá mình, các bạn đào chỗ nào cũng được hết. Đây mình sẽ đào ở góc này lại đây rồi. Ok, bạn sẽ đứng đợi nó. Thì bạn đào nó vẫn cũng như là cái cúp kim cương nó đào cùng hắc kim thạch bình thường thôi. Mà chỉ có điều là nó sẽ rút cái độ bền lên nhanh hơn. Đẩy nó sẽ đào được nhanh hơn, rút độ bền nhanh hơn. Đây, đó được 27 cục, khá là ok luôn. Đó, chắc là video hướng dẫn mình cài mod Venminer chắc cũng chỉ đến đây thôi. Và nếu bạn nào thấy thích video của mình hoặc là thấy video của mình hữu ích thì đừng quên để like, một share và đăng ký, và đừng quên nhấn vào chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhé. Các bạn hãy cho mình được 10 subscribe cho mình nhé nhé. Ok, và nếu như bạn nào muốn mình làm thêm những gì về Minecraft nữa thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ làm theo những ý kiến của bạn nhé. Ok, và không quên nữa, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tốt lành nha. Bye bye.